ơi, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Yến. Và tập hôm nay sẽ là unboxing. Yến sẽ ra cái tập này á chúng ngay cái dịp mà gần ngày 7 tháng 7 sale, còn sale luôn, nên là mọi người hãy đón xem nha. Và đây là những cái món đồ mà Yến đặt từ hồi 6 tháng 6, Yến đợi rất là lâu rồi để đến ngày hôm nay có thể unboxing cho mọi người xem. Let's go, yay. Và bịch đầu tiên đó chính là bịch này, thì Yến nó đặt rất là nhiều kiệp tóc nè, những cái kiệp tóc rất là dễ thương luôn. Cái đầu tiên đặt đây là những cái kiệp tóc của em MC của em á mọi người. Và tiếp theo là những cái kẹp như thế này, những cái kẹp ngọc trai, những cái bờ rất là nhiều luôn. Yến đặt ở đây rất là nhiều loại khác nhau, nhìn cực xinh luôn. Và ở đây bán rất là nhiều phụ kiện dễ thương lắm mọi người. Đây, những cái bông bướm đó nè. Và phụ kiện ở đây đặc biệt là rất là rẻ nha, chỉ tầm dưới 10.000 cũng có, trên 10.000 cũng có, và 20.000 cũng có. Nói chung là rất là nhiều loại, nhưng mà đa số là giá rất là học sinh sinh viên luôn. Bịch này á là mỹ phẩm. Mỹ phẩm, cái tiệm này giống như là kiểu tạp thái vậy. Vừa cài tóc nè, vừa những cái vật dụng linh tinh, mà còn có mỹ phẩm nữa. Và em rất là thích mỹ phẩm ở đây. Đây là cái hộp phấn mắt mà em rất là thích luôn. Kiểu như là cái màu này, cái tông màu hơi tối, nhưng mà lúc mà các bạn đánh lên á, và hiện tại đang đánh màu đó luôn nè mọi người. Cái hộp phấn mắt này á chỉ dao động từ 20 đến 30 ngàn hay sao á, Yến nhớ như vậy á. Nhưng mà Yến cực kỳ buồn, shop này là ở một chỗ cái hộp phấn mắt này nó rất cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó lại bị bể rồi, Yến không thể nào lấy ra được, vì nó sẽ phấn, nó sẽ rớt ra tùm lum mất. Hộp này Yến mua đó là son dưỡng, cái hộp này khá là mắc tiền nha mọi người. Hộp này cái son dưỡng Dior. Rất là nhiều anh chị blogger đồ review về cái này luôn, thì Yến sẽ mở cho mọi người xem. Cái này hình như Yến mua với giá là 500 ngàn hay là 400 rưỡi gì đó, Yến không nhớ. Mà tại vì ở trên đây á, nó có ghi là đã thanh toán rồi, nên là không có ghi giá tiền. One hour later. Nhìn cái vỏ của nó đẹp quá. Yến mua màu hồng, màu số 1 luôn. Wow. Nice. Đây mọi người. À, Yến mua son dưỡng màu hồng mọi người. Màu số 1. À, cái nhỏ xíu này là son môi. Yến sẽ test cái son môi này cho mọi người xem. Wow. Wow. Đố mọi người một cây son này có giá bao nhiêu tiền luôn á? 146.000 bốn cái. Mọi người thấy đỉnh không? Mỗi cây như vậy á chỉ có giá dao động từ 30 đến 50.000 thôi. Cái son nha mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Mình sẽ để link cho mọi người xem nha. Cái đầu tiên muốn review với mọi người đó là cây son kem lì. Màu này là màu 301 nha mọi người. Nhìn chất son của nó cũng rất là tốt luôn, mà dù chỉ có 30 mấy ngàn thôi. Cái tiếp theo của hãng này cũng là son kem lì luôn, và cái vỏ ngoài của nó cũng khá là đẹp. Màu son của nó thì có độ bóng một chút hơn so với cái cây hồi nãy. Và màu Yến đang test là màu số 5. Và cái cuối cùng của shop này Yến mua đó là cây son bóng. Cái này lên màu cũng khá là chuẩn, nhưng mà các bạn phải bôi nhiều lần nó mới lên màu, tại vì nó khá là nhạt á. Màu Yến đang test lên tay là màu số 14 nha mọi người. Món cuối cùng Yến mua ở shop này đó chính là cái mắt sáng. Mọi người có thể thấy độ sáng nó dưới ánh nắng không? Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là bảng màu che khuyết điểm. Thì cái bảng màu này á là những cái bạn mà bị quầng thâm mắt rất là đậm như mình á, vì thức khuya á, thì các bạn nên mua cái bảng mắt này. Cái bảng mắt này chỉ có giá là 70.000 thôi. Mọi người nên mua nha mọi người. Tại vì bình thường á, nếu mà các bạn chỉ che khuyết điểm không mà bằng kem che khuyết điểm á, thì nó hoàn toàn không thể nào mà che hết được. Nên là mọi người nghe lời tôi, mua cái hộp như này. Đấy, ra rồi mọi người. Mọi người thấy rõ không? Wow, cực kỳ đẹp luôn, mà chỉ có 70.000 thôi. Mình mua trên Lazada. Mua trên Lazada nè. Wow, tôi mua hai cái bảng màu che khuyết điểm, kiểu như là tôi thích quá cái xong kiểu tôi đi bỏ vào giỏ hàng, và tôi đặt hàng hồi nào một lúc hai cái, hồi nào không biết luôn. Nhưng mà cái này là một loại che khuyết điểm khác, cũng có giá rất là rẻ luôn, cũng là 70.000 thôi. Đấy, cái bảng nó như thế này đi mọi người. Wow, nhìn đẹp quá à. Trời ơi, cái màu này. Ôi, cực đẹp luôn. Những cái bảng như thế này các bạn có thể đánh phấn khối nữa, đánh khối mà trên mặt nữa. Thích quá mọi người ơi, quá là thích luôn. Các bạn biết không, mình toàn mua, đa số là mình toàn mua những cái sản phẩm này là những anh chị KOL khác á mua, nên mình mua theo. Thì cái này gọi là khăn mặt khô. Những cái bạn nào mà da hay bị đổ dầu, hoặc là những cái bạn nào mà tẩy trang xong á cần lau mặt, không thích xài bông hay trang thôi, các bạn có thể xài lại cái khăn mặt này. Wow, ra đường rồi xong mình về nhà thì cái khăn này sẽ giúp mình lau bụi bẩn đi hết luôn. Có thể là lau tất cả mọi thứ luôn nè, lau khô, lau vật dụng, lau body và cả lau mặt nữa. Và cái hộp này có giá, cái này chỉ có giá là 30.000 thôi.
thích quá mọi người. Mà rất là nhiều tờ luôn nha, nhìn rất là dày. Tiếp theo, đây là cái bịch này đã xé ra vì đã mặc luôn rồi, nhưng mà lại nhét lại để có thể unbox cho mọi người. Đây là chiếc áo em cực kỳ thích luôn mọi người. Đây. FBI, open up. Mọi người có thể nhìn kỹ được không? Ý sẽ để một tấm ảnh cho mọi người xem là Ý đang mặc chiếc áo này. Nice. Nè, chất vải của nó như thế này mà chỉ có 50.000 thôi. Rất là mềm luôn mà mặc vô nhìn trông rất là fancy luôn. Rất là fancy luôn. Và tiếp theo là một chiếc đầm. Đây, Ý mua tổng cộng hai món này là 200.000. 200.000 là tính cả tiền ship đó nha. Váy 2 dây. Thì cái váy 2 dây này nó có một cái nơ đằng sau lưng. Ý sẽ để hình của một bạn mẫu ra là sau ra bên hông cho mọi người xem. Wow, chất vải thì theo Yến thấy á, chất vải nó khá là mỏng nha, tại vì cái này cũng chỉ có 150.000 thôi. À, cái này là phấn bắt sáng mọi người. Wow, nhìn đẹp quá. Đây, cái này dùm là để highlight mọi người. Mọi người hay highlight vô phần cổ nè, phần mặt nè, để cho sáng cái phần đó lên. À, cái này Yến chờ rất là lâu để mở ra rồi. Đó là quần ngủ. Trời ơi, Yến và Biên Hoàng không mang theo đồ á mọi người, nên là Yến rất là thiếu thốn quần ngủ luôn. Đây, những chiếc quần này, ô nhìn cuốn tay quá. Chiếc quần này Yến mua 3 cái là 160.000. Hình như là một cái 60.000 hay sao á. Ô, chất vải Yến xịn lắm, chứ không phải là dạng mỏng đâu. Damn. Quần da beo. Đây, mà kiểu nó cũng không ngắn quá nữa, nên là mặc sẽ rất là thoải mái luôn nha. Wow, ba cái ba màu luôn. Ôi, chất vải mềm mịn lắm mọi người, chứ không phải là dạng mỏng tí, mỏng tanh đâu. À, cái này là dạng áo thun tay lỡ của Nelly. Thì một cái áo thun như vậy là hình như Ý mua là 160.000. Mình mua ba cái là 500.000. Nhưng mà ba cái này đều rất là đẹp. Và Ý nghe nói chất vải cũng rất là đẹp luôn. Oh my god. Wow. Trời ơi, chất vải cũng đẹp quá. Oh my god. Cái này là dạng ốc thun, là chỉ có 160.000 thôi. Mọi người có thể nhìn cận được chất vải không? Đây, mọi người có thể thấy cận được chất vải không? Mình thiệt sự là không hề thất vọng một chút nào luôn. Tới cái miếng nhám này cũng vậy. Trời ơi, thích quá ông ơi. Mà đặc biệt thì đặt hàng shop này thì khá là lâu, tại vì hình như là shop này phải lấy hàng từ bên Quảng Châu về á. Oh my god, chất vải không chê vào đâu được luôn á. Trời ơi, mọi người nhìn nè, look at this. Oh my god. Đây, đằng sau nè mọi người, mặt sau. Trời ơi, mình cực kỳ recommend mọi người mua áo thun của shop này luôn nha. Thiệt sự luôn, mình không thể chê vào đâu được luôn á. Trời ơi, ba cái áo mình mua mình ưng hết cả ba luôn á. Trời ơi, màu cam nè. Nhưng mà hình như cái màu cam này nó hơi đậm hơn ở trên hình. Ở trên hình thì nó sẽ là màu cam nhạt nhạt hơn một chút. Nhưng mà nhìn mọi người, nhìn chất vải của nó nè. Và cái form đồ của nó cũng đẹp nữa. 5 sao. Mình cực kỳ thích shop này. 5 sao. Cái này giống như kiểu là cái dạng phấn dặm lên tóc như thế này nè. Và dành cho người lớn tuổi luôn. Những cái cô nào mà bị rụng tóc nhiều quá á, thì có thể mua. Và Yến mua hai màu là màu đen với màu xám. Màu xám thì dành cho Yến, còn màu đen thì dành cho mẹ. Để mua cho mẹ một cái. Đây, cái hộp nó như thế này nè. Đây là cái phấn dặm. Mình sẽ dặm ở phần này lên rồi mình dặm lên đây nè mọi người. Là cái phần tóc của mình sẽ được đen lại. Đây là à, Yến mua choker. Thì cái choker này á, Yến đeo rất là nhiều luôn. Và các bạn hỏi cũng rất là nhiều. Cái choker này là dạng choker xích. Cái choker này nó bự, nhìn nó rất là quý phái luôn. Trời ơi, nhìn nè. Ôi, nhìn siêu đẹp luôn. Mình mua hai màu, đó là màu xám, dạng xích màu xám, và là dạng như thế này. Cái này hai cái tổng cộng là 71.000. Đây, cái hộp này cực kỳ mong chờ luôn. Đó là shop của Beauty Mask. Thì cái shop này ở trên Instagram, và shop này cũng có bán trên Shopee luôn. Ý sẽ để lên hai cái. Đây là chiếc son, bộ son mà Ý rất là thích. Oh my god, Ý cực kỳ thích cái set này luôn. Cái set này có 3
ba màu nhưng mà là dạng mini thì mình rất là dễ mang đi luôn. Thì cái set này Yến cũng không nhớ rõ giá nhưng mà Yến sẽ để giá đây cho mọi người xem. Nhưng mà hình như là lần trước sale hay là gì chỉ có 50 ngàn một set như thế thôi, set 3 cây luôn nha mọi người. Và cái màu son Yến đang đánh là màu kiểu đỏ rượu á, là cái cây này nè mọi người, cực kỳ đẹp luôn, chất son cực kỳ mềm mịn luôn. Các bạn biết là không, dạ gì không, là mút, là mút tán phấn á, nhưng mà nó dạng có trứng nên là nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Cái hãng này nè, O2O, bán son cực kỳ đẹp luôn và rất là nhiều người khen nha. Cái này là dạng của son nội địa Trung luôn và một cái son ở đây cũng chỉ có mấy chục ngàn. Còn đây là dạng son thỏi, ơi son kim. Đây, dạng son kim, mình sẽ mở cho mọi người xem. Cái dạng son này cũng dạng son mini á và chỉ có 50 ngàn một cây thôi. Đây là dạng son mà dạng son son nước á. Son nước ngày xưa cái hồi cấp 2 mình hay rất là thường xuyên xài luôn. Nên là mình rất háo hức không biết là cái son này nó như thế nào. Còn đây là bản mắt, mình sẽ mở liền bản mắt cho mọi người xem, mình cũng háo hức lắm rồi. Trời ơi mọi người nhìn nghe, mọi người có thể nhìn cận được cái màu của nó không? Trời ơi cái màu này cực kỳ đẹp luôn. Ở đây bao gồm nhũ nè, nhũ kim tuyến nè và còn màu nữa. Dạng cái dạng màu mà thường, các bạn rất là thường xuyên xài đấy, các bạn có thể nhìn rõ không? Mà cái bảng này hình như là chỉ có 70 ngàn hay sao á. Và tiếp theo là cái kệ này, Yến nghĩ là Yến sẽ gỡ đi sơ sơ cho mọi người thôi chứ không thể nào lắp cho mọi người xem được. Nhưng mà các bạn có thể thấy được cái này không? Cái kệ này nè, để đựng rất là nhiều đồ kiểu mỹ phẩm hoặc là khăn hoặc là những cái vật dụng linh tinh hay đồ ăn của các bạn thì sẽ để vô cái kệ này. Tiếp theo cũng là một set son của Hero Range. Wow, nhìn vỏ son đẹp quá. Mình không ngờ là nội địa Trung lại có nhiều những cái ấy dễ thương đến như vậy luôn. Cái set son Hero Range này chỉ có 60 ngàn thôi, tổng cộng 3 cây lận nhưng mà chất son của nó rất là mềm mịn luôn. Mọi người có thể thấy nó lên màu rất là chuẩn nữa. Và những cái mask shop này bán rất là nhiều đồ nội địa Trung luôn và những cái mask cực kỳ chất lượng nữa. Mình sẽ đinh link và để info bên đây cho mọi người xem nha. Cái bánh gấu này mình mua chỉ có 100 ngàn thôi, bạn nào mở thành phố Hồ Chí Minh đó là người ta sẽ ship trong ngày luôn. Trời ơi, cảm giác như tụi mình thèm quá. Mình sẽ ăn thử cho mọi người. Yeah. Wow, trời ơi, dù gói rất là kỹ nhưng mà vẫn bị bể. Nhìn nè, cực kỳ ngon luôn. Em này đặt của tôi. Thấy đồ ăn cái sáng mắt liền. Cái này là để đựng mỹ phẩm, tại vì mỹ phẩm của Yến cũng khá là nhiều rồi á, nên là em sẽ quyết định mua cái này để gắn lên tường. Mà cái này đặc biệt là gắn lên tường mà các bạn không cần đóng đinh á. Wow, đẹp không mọi người? Cái này đúng bự luôn á. Đây, đây các bạn có thể mở ra mở vô như thế này. Wow, mình để được rất là nhiều đồ trong này luôn. Đây, các bạn chỉ cần dán cái miếng này lên tường và móc cái này lên thôi chứ không cần phải đóng đinh hay gì hết. Nên là những bạn nào sinh viên ở một mình đó thì nên mua cái này để đựng mỹ phẩm nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây là em mua đầu tiên là em mua một cái chiếc cặp như thế này là để đựng laptop của mình để không có bị va đập á mỗi lần mà mình đi học hay sau đó. Thêm nữa là cái này là để bọc cái đầu sạc là để nó không có bị va đập nè. Quá là dễ thương luôn. Tiếp theo, đây, các bạn biết cái này là gì không? Cái này là ốp. Mọi người ha, cái lúc mà Yến mua xong á thì nhiều người lại nói với Yến là nếu mà xài mát thì không nên xài ốp, là tại vì kiểu cái ốp của cái mát á nó đã đẹp sẵn rồi thì mình không nên mua ốp nữa. Nhưng mà mình lon ton chạy mua ốp tại vì thấy hai cái ốp này rất là dễ thương, cái màu của nó như này luôn á. Màu xanh và màu hồng mix với nhau á. Còn đây là màu hồng. Cái ốp màu hồng giống như cái ốp điện thoại vậy đó mọi người. Cuối cùng cũng hết rồi đó. Và trong clip thì mong các bạn thích những cái món đồ đó và sắm ngay nha. Tại vì ngày 7 tháng 7 là một ngày sale rất là lớn của Shopee luôn. Và các bạn Yến sẽ để hết tất cả các link ở dưới phần mô tả và cũng như giá ở trên ở bên hông những cái phần này. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe. Bye bye. Hẹn gặp các bạn ở những video clip và unboxing tiếp theo.